Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dinh dưỡng Diệu Kỳ được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 với sự tài trợ của công ty cổ phần Vinamit. Thưa quý vị, đến với chương trình kỳ này, quý vị khán giả sẽ có thêm thông tin về chế độ ăn cho người bị viêm đại tràng, một căn bệnh khá phổ biến hiện nay, và cùng tìm hiểu lý do vì sao các chuyên gia dinh dưỡng lại khuyên rằng các loại hạt là nguồn thực phẩm tuyệt vời mà chúng ta không nên bỏ qua. Ngay sau đây, Thu Hà sẽ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo vệ sinh là một trong những yếu tố quyết định giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt đối với bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa như viêm đại tràng thì vấn đề ăn uống càng cần được chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Viêm đại tràng nên và không nên ăn gì là vấn đề thắc mắc của nhiều người và sẽ được giải đáp trong phóng sự ngắn sau đây. Theo thống kê của Bộ Y tế, số lượng người Việt Nam mắc bệnh đại tràng mãn tính đã lên tới 4 triệu người, cao gấp 4 lần tỷ lệ mắc bệnh trung bình trên toàn cầu. Trước thực trạng này, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên kiên trì dùng các sản phẩm có nguồn thảo dược từ thiên nhiên đã qua sự kiểm định của cơ quan chức năng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái trong suốt quá trình điều trị bệnh. Tình trạng mà viêm đại tràng thì có thấy cũng như các bệnh lý khác, điều chỉnh và chế độ đồ ăn đóng vai trò rất là quan trọng. Một chế độ ăn cân đối đủ 4 nhóm đạm, mỡ, đường, cung cấp các thành phần vitamin từ những rau xanh, hoa quả tươi, uống đủ nước và chúng ta giảm bớt các cái gia vị, rượu bia, đồ uống có cồn rồi thuốc lá. Vậy thì một số các cái thảo dược đóng vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như bạch chuột chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng là bạch chuột là một trong những vị thuốc đứng đầu trong các thuốc kiện tỳ và giúp cho tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta biết là mộc hương giúp cho tình trạng như đầy bụng, chướng bụng, chậm tiêu. Ngoài ra thì những cái thảo dược khác chúng ta có thể thấy, ví dụ như mộc hoa trắng chẳng hạn, kha tử, chỉ thực chẳng hạn, rất là tốt, vừa kích thích ăn uống ngon miệng, vừa có tác dụng làm cho đường tiêu hóa chúng ta được tốt hơn. Đối với bệnh nhân khi điều trị, ngay cả y học hiện đại, y học cổ truyền, cái điều đầu tiên tôi vẫn nghĩ rằng là bệnh nhân cần đi khám và cần có sự hướng dẫn của bác sĩ để tránh cái tình trạng chúng ta tự ý ra mua thuốc ở ngoài hiệu thuốc, thì đó chính là một điều mà chúng ta đang sai trong cái quá trình điều trị. Lựa chọn sản phẩm hỗ trợ chức năng có nguồn gốc thảo dược tự nhiên trong hỗ trợ điều trị viêm đại tràng đang là xu hướng hiện nay. Bà Đào Thị Bảy, 51 tuổi, mắc bệnh đại tràng đã 15 năm nay. 3 tháng trước, bà đi khám và nhận được sự tư vấn của bác sĩ nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên. Tôi bị đại tràng thì 15 năm rồi, tôi được bác sĩ tư vấn và dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị đại tràng có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên. Thì trong thời gian 3 tháng tôi sử dụng sản phẩm kết hợp với cùng ăn uống, triệu chứng bệnh của tôi biến chuyển giảm nhiều và ăn ngon ngủ ngon, đỡ đau bụng và nóng rát trong bụng cơ thể và không thấy có cái tác dụng phụ. Phần trước thì tôi cũng thấy trong người tôi vẫn nóng. Thì sau 3 tháng tôi đi khám lại thì bác sĩ có khuyên tôi là nên tiếp tục sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược. Để điều trị hiệu quả, ngăn ngừa biến chứng, các chuyên gia khuyên rằng người bệnh nên kiên trì điều trị dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh, có chế độ ăn uống khoa học, giữ tinh thần lạc quan và tích cực vận động, tập luyện thể dục thể thao. Thưa quý vị, các loại hạt được coi là món ăn vặt hoàn hảo bởi chúng luôn giàu chất xơ và protein lành mạnh, cũng như mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn với liều lượng bao nhiêu là phù hợp, người thừa cân, béo phì có nên ăn hay không và cần lưu ý gì khi lựa chọn các loại hạt dinh dưỡng thì không phải ai cũng biết. Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu hạt không phải là bữa ăn nhẹ thường xuyên của bạn, bạn đang bỏ lỡ chất dinh dưỡng chống lại bệnh tật, bảo vệ tim, tăng cường trí tuệ và nhiều hơn nữa. Thật không may, quá ít người ăn các loại hạt thường xuyên. Joy Bauer, nhà dinh dưỡng của Today Show cho rằng đó có thể là vì mọi người sợ chất béo và calo trong các loại hạt, hoặc họ cho rằng các loại hạt thật nhàm chán. Ông nhấn mạnh chỉ cần một số nhỏ hạt ăn hàng ngày có thể đảm bảo lượng protein, chất xơ, chất béo không bão hòa và các vitamin và khoáng chất quan trọng. Ngoài ra, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition, những người ăn 5 hoặc 6 lần hạt quả hạch mỗi tuần sẽ giảm nguy cơ viêm do bệnh gây ra so với người không bao giờ ăn hạt. Một nghiên cứu khác năm 2013 đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine cho biết người nào ăn khoảng 30 gram hạt mỗi ngày sẽ kéo giảm 20% nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả ung thư lẫn bệnh tim.
Một nghiên cứu mới gần đây còn cho thấy rằng những người ăn ít nhất 20 gram các loại hạt mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch đến gần 30%, tử vong sớm 22% và ung thư 15%. Có nhiều loại hạt dinh dưỡng tại Việt Nam hiện nay như hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt maca, quả ốc chó, hạt điều, hạt đậu phộng. Về giá trị dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe của các loại hạt này ra sao, chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây nhé. Rất vui được gặp lại Lương Y Đinh Công Bảy trong chuyên đề lần này. Hải Vân có nghe nói là có một số hạt như là hạt điều, hạt dẻ, hạt đậu phộng, ốc chó cũng như là hạt hạnh nhân là những cái loại hạt mà rất tốt cho sức khỏe và luôn được các chuyên gia dinh dưỡng của chúng ta khuyên là đưa vào chế độ ăn hàng ngày. Thì với Lương Y Đinh Công Bảy thì không biết là cái ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Xin chào quý vị khán giả. Thì cô Hải Vân có nêu ra câu hỏi là các cái loại hạt như là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt đậu phụng, hạt ốc chó, hạt dẻ vân vân. Thì các cái loại hạt đó là có ích lợi gì về sức khỏe? Thì xin thưa là những cái loại hạt mà là thực phẩm là đều có lợi cho sức khỏe. Bởi vì trong các loại hạt thì đầu tiên là nó có nhiều cái đạm là đạm thực vật. Thứ hai là nó có cái dầu. Cái dầu là dầu gọi là chất béo mà không bão hòa. Thì chất béo đó rất có lợi cho cơ thể. Và thứ ba là nó chứa nhiều những cái khoáng chất mà có ích cho sức khỏe. Cho nên đó thì một cái chế độ ăn mà có bổ sung các cái loại hạt như chúng ta vừa kể là một chế độ ăn gọi là một chế độ ăn rất khoa học và là rất là tiện dụng, bởi vì các loại hạt đều là những cái loại mà đã được thu hái chế biến và cung cấp cho thị trường rất là dễ dùng và là tiện dụng. Và cụ thể thì cái giá trị dinh dưỡng của các loại hạt này ra sao hả thưa Lương Y? Vâng, thì chúng ta thấy là bây giờ đầu tiên mình nói những cái hạt mà nó gần gũi nhất với mình như là cái hạt đậu phụng. Thì hạt đậu phụng gọi là lạc đó, thì cái trong hạt đậu phụng nó chứa những cái đầu tiên là có dầu, thứ hai là có đạm, là cái đạm rất là có ích cho sức khỏe, và dầu cũng là loại dầu béo cũng là có lợi cho sức khỏe. Thứ ba là nó có những cái khoáng chất là bổ sung vào cho cơ thể những cái yếu tố cần thiết để mà cải thiện, ví dụ như là đau yếu mà mất ngủ hoặc là suy nhược vân vân. Thì những cái như vậy thì chúng ta sử dụng cái hạt đậu phụng trong bữa ăn rất là tốt. Thứ hai là hạt điều, chúng ta là một cái đất nước mà sản xuất rất là nhiều hạt điều, nó có cái chất là chống oxy hóa, là cái chất là có thể giúp người ta cải thiện về sức khỏe, giúp là cải thiện về hệ tim mạch, giúp là về cái hệ tiêu hóa. Và những cái hạt, đặc biệt là chúng ta thấy những cái hạt ốc chó. Hạt ốc chó thì nó có cái hình dạng giống như là cái ốc chó rồi đó. Thì khi mà người ta sử dụng nó, thì qua cả cái công trình nghiên cứu, thì hạt ốc chó nó có lợi ích cho hoạt động của não của chúng ta. Và thứ hai là nó rất có lợi cho cái hệ tim mạch. Cho nên là các nhà dinh dưỡng học, các nhà y học mà đều có cái khuyến cáo là những cái người mà có những vấn đề mà về não, và những người có vấn đề về cái hệ tim mạch thì nên thường xuyên sử dụng hạt ốc chó. Và một số loại hạt cũng ít phổ biến như là hạt dẻ, hạt hạnh nhân vân vân, thì chúng ta thấy đó đều là những cái loại hạt có dầu, có đạm, có khoáng chất và có cái hoạt chất sinh học mà rất cần thiết cho cái sức khỏe của chúng ta. Vâng, và không biết là cái cách mà mình sử dụng và chế biến những cái loại hạt này như thế nào ạ? Cái đơn giản nhất là người ta dùng cái hạt dưới cái dạng là thô, phơi khô. Rồi có trường hợp là dùng luộc, dùng rang. Với đậu phụng thì chúng ta có đậu phụng luộc, có đậu phụng rang, hạt điều. Thì chúng ta lại rang, sấy khô. Rồi cái hạnh nhân thì người ta cũng dùng dưới dạng thô, dạng sấy khô, dạng sao vân vân. Thì những cái loại đó là mình dùng là dạng hạt nguyên. Còn có trường hợp thì người ta lại xay thành bột rồi mình trộn trong cả cái món ăn, hoặc là có trường hợp người ta xay bột rồi vào trong cái sữa, hoặc người ta làm nguyên sữa luôn. Ví dụ như có là cái bơ đậu phụng, hoặc là cái bơ hạt điều, hoặc là sữa hạnh nhân, hoặc là sữa ốc chó vân vân. Thì tất cả những cái cách sử dùng để mà vừa ăn thô, vừa ăn chín, và hoặc là dùng trong cả cái loại thực phẩm khác. Rồi đặc biệt là sau này người ta chuộng nhất là dùng trong cả cái loại sữa, bởi vì nó dễ hấp thu.
Vậy theo ông thì cái hàm lượng mà mình nạp vào cơ thể mỗi ngày bởi các loại hạt này thì như thế nào là vừa phải và đủ không? À, vâng, thì chúng ta thấy cũng tùy loại hạt, ví dụ như hạt óc chó thì chúng ta dùng một ngày khoảng chừng vài ba hạt thôi, từ 3 tới 10 hạt tùy cái tình hình sức khỏe của chúng ta. Còn đậu phụng thì ăn không quá 100 gram, rồi cái hạt điều thì chúng ta cũng ăn khoảng chừng là 50 gram trở lại, có nghĩa là chúng ta bổ sung vào thôi, chứ không dùng nó như là một cái loại thực phẩm chủ yếu. À, ví dụ như chúng ta có ăn còn có thịt, có cá, có dầu, có mỡ, có đủ thứ, thì cái này nó chỉ bổ sung vào chứ không thể chỉ sử dụng thùng nhỏ trong một cái bữa ăn được. Mà lưu ý nhất là phải cái chất lượng của cái loại hạt đó, mình phải kiểm tra cái đương nhiên là về cái bề ngoài, và đương nhiên là có cái những trường hợp mà phải chọn lọc những cái sản phẩm là uy tín, những sản phẩm sạch, sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới dùng. Còn thường là những cái loại hạt mà nó mốc hoặc là nó để lâu, nó mọt, kém chất lượng, vân vân thì chúng ta không nên sử dụng. Và không biết là đối với những người mà đang ăn kiêng hoặc là những người trong nhóm béo phì thì mình có nên là sử dụng các loại hạt này hay không ạ? À, vâng, chúng ta thấy là các loại hạt á, thì có chứa chất béo, nhưng mà chất béo này là chất béo tốt cho cơ thể, chất gọi là chất béo không bão hòa. Thì khi mà sử dụng nó thì là nó tăng cường được cái loại cholesterol tốt mà nó giảm đi cái loại cholesterol xấu. Thì cái người béo phì, những cái người thừa cân thì ăn nó bổ sung vào trong bữa ăn là rất tốt, hoặc sử dụng nó như một thực phẩm chức năng được chỉ định thì vẫn là rất tốt. Nhưng mà dùng nhiều thì nó lại tăng cường chất béo lên, bởi vì đâu phải chất béo tốt mà mình cứ ăn nhiều đó. Thì khi ăn phải có cái lượng thích hợp với từng người, ví dụ cái mức độ mà béo là bao nhiêu, phải không? Phải biết cái chỉ số béo phì của mình là ở mức độ nào thì mình dùng cho nó hợp phù hợp. Chứ cứ nghĩ là ăn nhiều thì nó sẽ giảm béo thì cái đó là đi ngược lại. Ăn béo, dù béo thực vật dù béo gì mà cứ ăn nhiều cũng không tốt, là mình phải kết hợp thêm với rau xanh và trái cây để cho có nhiều chất xơ, nhiều vitamin, nhiều khoáng chất. Và sau cùng thì cũng xin được hỏi lương y là chúng ta sẽ có những cái lưu ý nào khi mà mình lựa chọn và sử dụng những cái loại hạt này ạ? À, vâng, thì chúng ta khi mà sử dụng các loại hạt đó thì chúng ta đầu tiên là lưu ý là cơ thể mình có phù hợp với cái loại hạt đó không. Bởi vì nếu mà nó có dị ứng mà mình ăn vào như là hành nhân, như đậu phụng, như hạt điều, nhiều người ăn là bị dị ứng, thì cái điều đó là mình phải thận trọng đầu tiên. Cái thận trọng thứ hai là cái nguồn gốc xuất xứ của những cái loại hạt đó, nó sản xuất ở đâu và nó rõ ràng, nó có phải truy xuất được nguồn gốc của nó. Cái thứ ba là nó là một loại thực phẩm mà khi mà mình chế biến thì mình phải quay từ cái thời lượng, thời gian mà nó để dự trữ bao lâu, bảo quản bao lâu. Bởi vì những loại hạt, nhất là đậu phụng, mà nếu mốc thì khi mà chúng ta có rang với nhiệt độ cao cỡ gì đi nữa thì cái độc tố aflatoxin ở trong nó vẫn không bị phân hủy. Người ta thấy bên ngoài là rửa sạch, bên ngoài rang sạch, rất sạch bên ngoài thôi, nhưng mà tất cả những cái độc tố nó không bị phân hủy bởi nhiệt. Và mình ăn đậu phụng rang mình cứ nghĩ là đã rang sạch đó, không phải. Cái độc tố đó nó vẫn gây ra ung thư. Mà cái điều này là điều được là khuyến cáo rất lâu rồi. Ngay cả các cái loại hạt ngũ cốc vân vân mà đã mốc tuyệt đối là bỏ, không sử dụng. Nhưng mà mình có thể với mắt thường không biết được, cho nên thận trọng là ở cái nguồn gốc xuất xứ, những cái mà mình lựa chọn là phải là mới, là tươi ngon cả thứ vân vân, thì chúng ta phải chọn ở những cái nhà sản xuất mà có uy tín, những cái nơi mà được kiểm định về mặt an toàn thực phẩm cho nó gọi là bảo đảm, thì cái đó là cái cần thiết. Và khi mà sử dụng thì như tôi nói là chúng ta cũng sử dụng thích hợp và vừa phải, bổ sung vào trong bữa ăn chứ không dùng bất kỳ một loại gì mà dùng thường xuyên, bởi vì nếu có chỉ định thì không nên như vậy. Xin được cảm ơn lương y Đinh Công Bảy đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay ạ. Vâng. Quý vị thân mến, hãy bổ sung các loại hạt trong chế độ ăn vặt của bạn. Đó là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ. Và hy vọng thông qua phần tư vấn của lương y Đinh Công Bảy vừa rồi cũng đã giúp quý vị có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn và sử dụng các loại hạt như thế nào cho đúng cách, từ đó mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thu Hà xin cảm ơn công ty cổ phần Vinamid đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.